bữa thì về, cần về, con hiểu chứ? Anh em đồng tụ một bữa cơm ở tại nhà kỳ dân cư sĩ gọi là Đại Huynh Huyền Sĩ, nghe rõ không? Còn bây giờ thì nhà ai nấy về ăn cơm. Chủ nhật thứ bảy có thể ở đây một chút, một tiếng hay là tùy, rồi từ từ tất cả các vị thế về với mình. Vậy con có đồng ý không? Đồng ý. Hợp tác với nhau để xây thành đắp lũy của Đức Di Lặc Vương Phật mà Ngài đang lập đời. Lập đưa cho Ngọc Sương chứ. Lại đây Ngọc Sương. Ngọc Sương đọc cái giảng dạy lãnh đạo. Đứng ở đây. Có kiến không con xíu Ngọc Sương. Tôi đọc. Con xin giới thiệu về vấn đề ngày thầy tới Úc rồi mới trước đi khi Ngọc Sương ngâm một đoạn ở trong dặn dò bổn đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì tôi cũng xin nhắc lại là hôm nay lần đầu tiên Đức Thầy vô danh ẩn sĩ đến nước Úc thăm đồng bào và đồng đạo ở đây, thì tất cả anh em đạo đồng tụ họp lại thiền tịnh Bửu Sơn để nghinh tiếp Đức Ngài và cầu chúc Đức Thầy được sức khỏe an lành. Và để nói lên ý nghĩa về danh của Thầy là vô danh ẩn sĩ thì xin giới thiệu Ngọc Sương ngâm một đoạn ở trong dặn dò bổn đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây này lời lẽ ráng ghi thương đời nên mới làm thi khuyên đời ra đi dặn lại ít lời khuyên trong bổn đạo dạy thời ráng nghe dầu ai tài phép bài khoe ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo lựa cho phải cột phải kèo phải dài phải dễ mà theo kẹo lầm ngọc kia ẩn vàng khó tầm chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình ít trời nạn nước thình lình người hung cứ mãi chống kình với ta theo tài học cũ nôm na hỡi ai tri thức tầm mà càng sâu lúc này chưa thể ngồi lâu tách dời chung khác ngõ hầu dải răng. Xin phép thầy coi như xong đoạn này. Sau đây thì nhân dịp này xin kính xin Đức Thầy có những cái lời để mà nhắn nhủ đạo đồng trên con đường hành đạo. Kính xin Thầy tiếp tục. Xin kính thưa chú quý vị đạo tâm, tất cả một là Kỳ Vân Cư Sĩ hay là Ngọc Sương, hôm nay nghe thì dặn lời lẽ ngôn từ của tòa đã phát âm ra có chứng minh của Đức Phật Thầy và có tất cả các ngài, chứ không phải là xuất khẩu thành thơ, chứ không phải là mình nói cái chuyện rồi mình là quên đi. Thì Thầy cầu mong sao cái lời lẽ của chúng con phải khắc phục tất cả và phải đem hết tấm lòng thành này để cầu nguyện cho nhân dân Ba Tánh và gia đình của tất cả chúng con đó, chứ không có quên.
dù chúng con có bị thử thách hay là có bị đau khổ, có bị cái gì, hay gia đình của mình này kia nọ, phải từ từ thầm thâm di diệu mà nhớ là Phật dạy ta phải như sao. Đó là lời cuối cùng. Và ở đây có đại huynh kỳ dân cư sĩ, để vì chúng sanh bá tánh đem hết tấm lòng thành để mà giúp đỡ tất cả mọi người bằng một cách là ghi âm và chú giải qua những đoạn kinh sám của các ngài Bổn Sư Kỳ Khương để lại. Thì bây giờ thì cũng không có gì hơn là cũng là noi dấu theo người xưa để dặn dò một chút chứ không phải là thầy là một vị Phật ở tại đây, không có. Tại tất cả chúng con cứ kêu thầy hoài, mà tóc tay mặt ăn mặc á thì nó cũng không có ra vẻ là một vị thầy. Thầy nói thôi vậy cạo đầu cho rồi. Thầy nói vui một câu nha, có pha trong này được không vậy, có pha không? À, vậy hả? À, thậm chí tới đến Úc mà nó xét cái biết vô thầy đó, cái nó nói vỡ cái đầu, cái thầy vỡ ra cái nó ok, nó mừng quá, cười rồi cái trả lời thật sự thầy vỡ ra thấy đầu trọc lắm. Chắc có lẽ là đầu trọc này thì không có giả dối mà đi gì hết cho qua ha, đâu có hết gì. Nhưng mà rồi thầy có giả dối không? Không, không đem một miếng gì ở trong đó mà nói là phạm tội, vì mình đã giữ vẹn, giữ vẹn đã cái đầu mình trọc nè, lấy cái này mà làm cái chân lý để nói với tất cả cái gì mà mình đã để cái mấy cái món này vô thì mình đã khác xa rồi. Rồi không có gì hết, lẫn tới ở đây đem đồ chai, đem đủ thứ hết trơn, mà đem ở đó là ta luyện đó, mà ta cho đi luôn, đẩy lợi cho đi luôn, có sắp đổ gì. Còn bên kia sắp đổ hết thì biết rằng hai ranh giới của tất cả các bậc vị làm hiền gặp lành, làm hiền gặp lành, mình đem đi đâu có bán lấy trăm ngàn đô, mấy ngàn đô đâu cho người tu ăn. Nước mắm chai, mì chai, cộng thêm gì cũng cho giúp hết. Thì tất cả các ngài thì gào lên là sao không giúp đỡ cho các vị này, phải hiểu không? Phải giúp thôi. Thì mình vững chắc như trầm là người tu không có, dù có cái gì đi nữa thì biết hiểu rồi đó, không sao. Đừng kém đức tin đó. Thì tìm cái gốc cây sẽ có các vị ta về ở đây. Tối tôi ra nói chuyện với các ông, nói riết rồi ở đâu cũng phải về tại đây. Cho tội nghiệp nó ghê không? Nó tin tưởng gốc cây này sẽ có một vị thần. Vậy đó, là bây giờ nó ra đây hoài à. Thôi vậy mình tiếp nó, mình tiếp nó ra gốc cây này là mình cho nó thấy được mình và lên nướng như sao đó. Đừng có nói gì tới, phải không Thế Bình? Cho nên hôm nay trong cái cuộc mà còn tu tâm đây đó, phải ráng cố gắng nha. Kể từ đây sắp tới tìm ra bây giờ thì ngâm trước một đoạn một chút hả? Thầy không còn cái hơi nhiều nữa, gần về rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này lên xuống nhớ ngâm hết lần nha. Thơ cuồng thơ dài thơ điên, nếu ai tới tại trong lòng, nào ta có nói bụi bồng, nói lời của Phật, nói trong cái đời, thơ thâm khắp hết mọi nơi. Phép ta mà ba món, người thời sinh không điên cuồng đặt, dạy đặt trong lòng, đặt thơ mà thi phú, đặt dòng giống dân. Nhưng mà thầy đặt thầy đọc, con phải nói thôi con, con hiểu chưa? Nhớ nha, cái này cũng được lắm. Còn ở đây nè, nhắc khi mà sư giải bán khoai ở trong cái đoạn này, cho không do lực thiên đình, ngọc hoàng mà thứ tội, vì tình chúng sanh ngày nay nhìn thấy ngọn ngành, không ai mà học thuộc chữ lành làm sao, nên phải lạnh lấy thương đau, khóc khổ kêu gào đã muộn còn ở đâu. Thương người người có biết ở đâu, tưởng ta mà nói dối rồi âu kiếm tiền, thôn quê cho thử thị thiền,
khuyên dân mà cố gắng làm hiền nhớ thân, tại không tin tưởng Phật thần, bây giờ mà lánh lấy trăm phần nạn tai. Ngày xưa lão đã cho hay, chê điên mà chê dại, bán khoai lang sừng, biết gì mà nói hại ông. Thân nghèo mà có chiếc xà rộng dẫn hoài. Con đọc theo con ha. Tiếp rồi đọc. Đọc tiếp. Đi đi đừng nói thầy lay, thả trôi thả nổi kêu hoài làm chi. Chửi đuổi không chịu đi đi, ông già này thật tố lì làm sao. Lui ghe nước mắt tuôn trào, ta từng bên tấn bên tàu về Nam. Phật trời sai khiến phải làm, đừng buông lời lẽ nhảm đàm tội thay. Mua không ta chẳng dám này, nghe không ta cứ nói hoài rồi lui. Nói rằng trời đất tối thui, gần ngày trời diệt còn thôi nô đùa. Trời nay đổi tuyết thay mùa, không tin còn chửi không mua dẫm bừa. Bây giờ lão nhắc ngày xưa, trải qua mấy lượt người chưa tỉnh nhiều. Tại vì lẫn lộn ma yêu, hình người cốt thú quá nhiều làm sao. Không tu nói thấp nói cao, sông bủa ba đào thân thể tả tơi. Thông ba dặm đất kêu trời, ai mà cứu được cái đời gian manh. Thương người thức trắng thâu canh, sự đời sắp tới tan tầng gớm ghê. Không tin co nhúng hai kề, nói dùm cho đó quá kề tin mau. Lớp thì nay bệnh mai đau, số ai nấy lãnh trời cao tính liền. Mê đời bỏ Phật thánh tiên, sao không tỉnh giấc não phiền lánh xa. Ráng đeo lục tự Di Đà, còn có cơ hội trời tha Phật diệu. Thơ cuồng chắc chẳng ai nghe, ông nói lý dè ba tính khinh khi. Ngày nay thiên định đúng kỳ, lão nói lời gì quăng dục nào hay. Ngày nay do bất phương Tây, ta sợ canh chày nam chướng thổi trôi. Chê ông nói bắt dần thôi, việc thế cận rồi ba tánh tỉnh chưa. Trời chiều mà tưởng ban trưa, ngủ quá dư thừa mê mệt không hay. Trời chiều gió thổi hướng Tây, sự thế như vậy kể chuyện hơi lâu.
Khổng Minh có phép gì đâu, dùng kế gian cầu diệt gã Châu Du. Hét gian cửa miệng mà ngu, tuy giỏi mặc dù tâm trí tối đen, mãi lo tranh chấp đua chen, không chịu trui rèn thần khí huệ khai. Tôi thấy con này ngồi nha. Bây giờ cái bài này là cũng không phải là kinh, cũng không phải gì, chỉ là thơ thôi. Trước hết kính thăm tất cả anh em đồng bào Việt Nam cũng như là của mình. Sau cùng thì thầy cũng xin lỗi và xin tất cả quý vị từ bi. Bây giờ nói về giai đoạn thì thầy cũng còn ở lại đây cũng hay nhiều ngày một chút xíu nữa, chắc có lẽ là cũng phải gặp chung quý vị đạo tâm của mình qua những có những cái pháp chính của Đức Phật, hoặc là trong tâm tư mà thầy là có cái bộ máy để nhận được cái đài nào thì thầy lại cho tất cả quý vị. Nhưng mà đọc báo hôm nay đó thì trần trách ở đây là Kỳ Dân cùng Ngọc Sương đã ghi âm để mà mang đi chỗ này chỗ kia. Nhưng người ta hỏi vị này sao mà hàng năm hay quá, Kỳ Dân thì chú giải bài này thế nào ta cũng phải về tìm mình à. Nhưng mà khi mà tìm được mình rồi đó thì nó có chứ phải nói không đâu. Thì mình phải như thế nào, mình phải như thế nào để đối phó với tất cả các vị ấy? Không phải đối phó bằng miệng, mà cũng không phải đối phó bằng một cái cảnh giàu sang, không phải đối phó bằng một cái sắc tướng của mình, mà đối phó bằng tâm linh tu tình. Tu tình, tu học của mình cho thường là ý thầy mong muốn để hai vị có cái bờ huynh trưởng, đại huynh trưởng, đây là đoàn em, để giúp tất cả nhân loại bá tánh trong một pháp môn niệm Phật cuối cùng của cuộc đời mà qua sắp tan rồi, đi sâu vào mật thiện của chính mình, vui niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, đặng quên, đặng đừng nhớ, đặng trừ ngữ tất cả các sự việc độc chính trong người mình. Niệm Phật không có bị dục phá, niệm Phật không có thể thất vọng, niệm Phật không có mộng tưởng, niệm Phật để rồi thuần đạo. Cho nên hôm nay thầy muốn tất cả quý vị về nhà. Thầy ơi, con đi chùa nè, con đọc kinh nhiều lắm, con có thể là con đã thuần nguyên rồi, nhưng con biết bây giờ là đời mấy khúc, đời mạt hà. Không phải tại với Phật tử đâu, mà tại cái đời. Cũng như mình gieo cái hạt giống xuống mà nắng hạn mùa hè nó không có được lên hết, nó có lên chăng thì cũng một ít thôi, đó là cái gì đó chăm sóc nhất trong cuộc đời của người đã gieo hạt. Chứ nếu mình bỏ bê thì hạt giống mấy nó không có lên đâu. Cho nên hôm nay cái đời này khó tu lắm, chứ không phải con không muốn được. Con trải biết bao nhiêu cái sự việc mà hy sinh với đạo, đến đầu cái nhà mà Kỳ Dân còn muốn cống hiến về đạo. Hỏi cơ, thầy con bán cái nhà này có không Kỳ Dân? Đặng mà con về thầy để lo làm đạo, để giúp đỡ mọi người, để làm nên cái sự việc của nó. Đừng cho con đi, sau này mình về có chứ không phải không có. Như thế thì bây giờ mình không về, mình ở đây, ở đây có ở chỗ này nè, Úc Châu mà, Tây Phương đó, con Tây Phương cực lạc đó, chứ không phải tầm thường đó. Vì trong một phút tịnh tâm lắng dịu, con muốn trở về Tây Phương an vui như Phật Pháp, thì đừng buồn nữa, lo giữ gìn sức khỏe, cả hai đều tinh tấn tu hành. Tinh tấn là gì? Mạnh giỏi, lẹ làng, ngoan đạo, thương yêu nhau, vui mãi, không có buồn gì hết. Có buồn để vô chút xíu ra để mình tinh tấn tiến lên. Có nghĩa cái cây nó phục tược lên là nhờ phần vón, nó không có phải nó chìm ngắm đâu, nó sẽ nảy tược ra nhiều hơn khi trước nữa. Hay gọi là tinh tấn. Có khi người ta nói là em tinh tấn tu hành nha, nhưng mà mình nói với nhau để nhái nhau thôi, chưa biết là cái lý là tinh tấn như thế nào. Trọn vẹn đức tin, tin là mình sẽ trồng cái cây này, mình sẽ được thưởng, là mình sẽ thắng. Thế là cả anh thương mình hết để buồn người cả bà. Cái con đi ngang qua
nó muốn lộn rồi hay gì này. Nè con nhiều cho con này nha. Cái đồ uổng quá, mấy ông bà Úc mà. Nhưng mà phút giây bước lại đây quán là mình sẽ ăn rồi, mình sẽ uống nước rồi, mình sẽ làm gì rồi, rồi xong. Bà thấy không, là mình cứu được hai đứa bé này mà giải hòa được nó. Sau này rồi thời gian trôi qua 10 năm sau, 2 năm năm sau nó đi nó gặp cô. Cô có nhớ con không? À, con không nhớ. Hồi đó con tính đánh lộn với đứa bạn con đó, nó cãi mà cô cho ba thằng bạc đó. Thấy không, nó còn, nó không có mất đó. Chứ nó Phật Pháp chịu thâm lắm. Mình làm những gì mà hiền ngoan tốt đẹp nó vẫn còn mãi mãi. Mà nó không có lai đâu. Một hạt giống Bồ Đề đó đó. Chứ không phải nói là tôi tu thôi bây giờ bỏ gia đình đi, là ngay gốc Bồ Đề tôi ngồi hoài đó. Bồ Đề có nghĩa là Bồ Đề tâm. Trong đó là tượng trưng, biểu hiện, biểu dương đó là cội Bồ Đề mà Đức Phật ngày xưa đã nương tựa. Còn Bồ Đề tâm, tâm là gốc, ốc là ngọn. Thì qua một lần nữa chúng con tịnh luyện tu hành, thầy nhìn chúng con, thầy biết có niệm Phật không? Có niệm Phật không, thầy biết. Và hỏi ba tiếng trả lời, thầy biết con Phật mất tinh khí thần hay còn. Công an nó học nó mới nhìn được, còn thầy cũng phải học. Thầy học thầy Tây Phương dạy, sư phụ Tây An dạy. Để chi? Để nhắc cái qua cái tình huống á, chúng con sửa. Đó. À, bây giờ nói sơ sơ thôi, chứ chưa được nói hết đoạn. Người niệm Phật mắt không có liếc đạo, ngay đứng thẳng như trồng, không nhìn lên, không nhìn xuống, không hiếp mi, giữ bậc trung đạo, lúc nào cũng vẹn toàn ý chí, ý nghĩa của mình. Đến nơi tư gia gia đình của mọi anh em bạn đạo, tất cả không sờ mó gì hết, ngồi đâu, yên lặng đó. Lúc nào họ cũng thanh tịnh, bình, thì dương liệu Quan Âm Như Lai, tế độ chúng sanh, lúc nào cũng vậy hết. Vì cái tâm của người ta niệm rồi, ta sợ mất đi một cái hơi thở, mất niệm Phật là mất ngọc ngà châu báu đó. Ta niệm, niệm riết nó hiền. Hồi đó mình chưa niệm đó, mình để cái ly xuống đất nặng. Bây giờ mình niệm rồi đó, mình phải qua trung gian để không có giới để cho nó dằn dập cái ly. Để tất cả các ngài Bửu Sơn Kỳ Hương mà mượn cái thể, cũng như là thầy hay tất cả các vị nào tiền bối của mình á, đừng để ở bên nước Nhật bây giờ nó ngồi thiền 10 tiếng nha con. Nó bay lên không gian trên đó đó, nó đang luyện đạo, nó biết cái hành tinh trên đó đã sẽ sắp xuống đây làm gì nữa đó. Mình thua nó sao? Nó chế được tất cả những cái đồ ở bên ngoài được tốt đẹp thì nó chế được cái tâm linh của nó, hay là nó chế được cái hệ thống của con người của nó, nó sẽ chế được hết. Nó ngồi 10 tiếng có vị đó ngồi rồi lật ngửa như vậy là cái cẳng được y như cái rễ của Bồ Đề. Đừng nó đạt pháp rất dị màu, nhưng chưa được, chưa được, cũng là giỏi lắm rồi nhưng mà chưa được. Vì tâm của nó chưa có chứng quả, nó muốn còn cái ngạo mạn lên cho mau lẹ để chứng quả niết bàn. Có hiểu không? Ngồi vậy mà chưa được đạt á. Còn con trở về với mảnh ruộng, ngồi thì dân ngồi đây, đi đứng nằm ngồi hay là chúng con trống trải yên nhiên vui vẻ mát mẻ, không có gì mà lại bá cho mình được hết. Không có cái cây này mà để cùm rỡ nó bá vô, nó dính trong đó nữa. Nói vậy thì hết cái trượt tầm cái thân, ở đâu tôi cũng được hết. Mà không dội vàng, cứ ngày nào cũng bào chuốt, ngày nào cũng gội rửa, ngày nào cũng tắm. Chứ bây giờ mình đi xuống suối Tiên, ra biển mình tắm một bữa đó, đi tốn tiền nhiều quá. Nhưng mà rồi bữa khác mình có đi không? Mình không có đi. Bởi vì mình đi có bữa đâu tốn tiền quá rồi, có đúng không? Bây giờ ở nhà chạy mà chịu khó vô hồ tắm kỳ rửa sạch sẽ nhiều ngày nhiều giờ, siêng tắm siêng kỳ hết trơn hả? Có gì nó tội thì mình đừng làm nữa, dừng đi. Ở xin tội xin ai, mình đừng làm tội nữa mà mình sám hối, giúp đỡ san sẻ buồn vui cho tất cả mọi người. Mau hết tội lắm. Bây giờ hồi đó buồn à, cứ cọc cằn, cứ sân si, mà bây giờ vui. Vui hơn là thì cái sự chứng quả tại thế. Ủa sao bữa nay vợ tôi, chồng tôi hay là người bạn tôi lại vui vẻ mà trực tiếp mà tốt hơn mọi lần, là giảm tội. Mình lỡ nói chuyện với anh mình lỡ bất hiếu với cha mẹ mình, đến ngay đó để phục kích,
gọi là sám hối đền tội, không có là mau lắm. Đó như vậy con hiểu không? Chứ không phải mình đến lại chùa cái mình lại hoài đó. Tôi phải đi lại đó, tôi sám hối bữa 14, không đi, không được, bỏ con, bỏ tất cả công an việc làm, đừng dừng lại đi con. Ở đâu cũng trụ thế, ở đâu chúng con ngồi, nằm, đi, đứng, điểm tâm, đạo hạnh nó sẽ nở nảy ra khắp trời đất bao la, chứ không phải trong mình đâu. Nếu mà cái hoa nó nở rồi thì con đâu có, cái gốc hoa và cái người chủ đâu có ngửi một mình, mà người đi ở ngoài đường nghe hoa thơm ngào ngạt được hưởng hết. Người ở trong cuộc em chị mà biết hiểu rồi thì cô bác thân bằng quyến thuộc nhờ hết trơn. Còn nếu không hiểu rồi đem gút để giấu nha, không cho uổng, thấy không? Còn mình là hơn rồi, mình là vị Bồ Tát rồi, không có cho uổng mà cho rất là mừng. Mừng mình làm được việc thiện, vui, xây lưng qua, quên đi cái việc mình cho mấy ngàn, trời ơi tiếc quá. Nhưng bây giờ không tiếc nữa, mình làm đúng, đúng tình, đúng tội, đúng việc sự, không bao giờ có tội lỗi. Con hiểu. Cái buổi chiều bữa nay thì nó cũng hơi vi vị, có khi thì thầy không mệt đâu, thầy khỏe lắm mới đến đây, không có mệt đâu. Nhưng thầy nói một điều này cũng con nhớ nha. Thương thầy con nhớ, đừng bỏ vợ tu, không phải công phu mượn chuông mượn mỏ. Thầy nói con rõ chân lý Phật trời, tĩnh lặng con ơi, nói chơi mang tội, thầy đang lặn lội vượt ải trùng dương, bảo con tư vương vẹn đường chi khí, vàng muôn bạc tế đổi được đâu tròn. Bó mắt Phật pháp không dừng, con đừng làm quấy, việc gì con thấy thực tế cứ làm, nói chuyện nhảm đàm đừng chơi kẻ dữ, chỉ còn hai chữ con nhớ từ vi. Thầy có ra đi vui mừng vô kể, sớm kinh chiều kể, sống được an lành cuối bãi đầu gành, tổ thầy không bỏ. Mình phải hiểu rõ chân lý làm người, lúc nào cũng tư như hoa thăm thăm, mình tu suy gẫm trình bẩm dối trời, tỉnh dậy con ơi, bao lời thầy nói, thầy không nói dối nói gạt học trò. Đưa con đừng lo tự do đến bên, thầy thương quý mến mới đến nơi đây, do đức Phật thầy Tây An xui khiến, thầy đã cống hiến thân xác này rồi, không làm miếng mồi cho trâu dư thu, thì chỉ thần chú đọc lại đại bi Bồ Tát đã ghi đem thầy về bên. Bây giờ thầy đến con trẻ ráng nghe, đừng nói để già giật mình ngược lại, đừng quỳ đừng lại đừng bái uổng công, ráng gạn tấm lòng đền sông quả nghiệp, đánh tu cho kịp gió thổi mưa lùa, đổi tiết thay mùa từ đây sắp tới, khắp miền thế giới bốn biển năm châu, có lại rút đầu cả bầu xây chuyển, dù có cầu nguyện không được đâu con, không chịu làm tròn dân trời tương Phật, thấy là không trật ráng sống coi đời, võ trụ trách tách rời quan dân sẽ biết đây rồi sẽ kiệt, thầy thấy từ từ thấy sống ít người toàn mai dư quay, thuyền trời thầy lái đưa đạo được về, con ráng gia thế mừng vui hạnh phúc, bồ đề tá túc tu ở nơi tầm, giả điếc giả câm là ngoan nghe đạo, nói nhiều là xạo, nói ít tốt thay, nợ trước mình dây bây giờ mình trả, đó là căn quá thầy chỉ cho dùm, lũ sói lăng hùm từ đây chạy trốn, những điều nguy khốn sẽ sắp nổi ra, thầy đã thiết tha cùng là quý đạo, người tu giả mạo gươm giáo phân thay, do tướng Phật thầy kỳ này can thiệp tôi đâu có kịp, có dịp này thôi
con ráng trì ngồi quên rồi tất cả niệm thôi cha cha Bồ Tát Quan Âm. Đi đứng ngồi nằm âm thầm cứ niệm, tâm mình khó kiếm thiên hạ biết đâu. Mình tu tới đầu cũng vậy, tu người đừng thấy, mới thật là tu. Phải ráng công phu duy trì cực khổ, kiến dân thầy tổ bố bổ do tâm. Giả điếc giả cầm âm thầm khẩn bái đây rồi, biển hải sườn máu chập chờn. Đừng giận đừng hờn tính tai xem thử, không ai biết khởi hai chữ sống coi. Vàng bạc tanh hôi rồi đây trôi hết, kẻ la người lết kẻ chết người còn. Giờ núi lấp non con ơi nên biết, bây giờ thầy chiếc có một tấm thân ở khắp hồng trần biết bao vị thảo. Đằng mà khuyến đạo chúng chẳng có nghe, xưng đến mùa hè rồi trò thay mặt. Lót thì bị giặt, lót bệnh chung đầu, phân thay dạy dầu binh trời đã xuống. Dù ham dù muốn dù chuộng cũng rồi, hung dữ làm mồi con đừng có cãi. Ai ngụy lại cũng xuống quỳnh tiền, còn con có duyên giả điên để sống. Đừng nên mơ mộng linh chống là khôn, bao sự không tồn mất hồn tan xác. Chỉ trong một lát trôi nổi bập bềnh, đừng có la rên rồi quên tiên tổ. Lời thầy dạy dỗ bố bổ tâm kinh, thầy đã cầu xin học trò ngây ngất. Đừng sợ tôi mất bạc triệu vàng đồng, đây rồi cuồng phong từ đây sắp tới. Con ơi thế giới nó sẽ bắt sầu, nó đã giấu đâu trời lôi ra hết. Chắc rằng phải chết không tranh bao nhiêu. Hôm nay thầy xin nhắc, đáng lẽ không nói ở đây đâu, nhưng mà việc của thầy, thầy phải nói lên một chút xíu. Đừng có nghĩ rằng đây nè, có ai nghĩ là thầy qua ngồi trong đó có đeo, đó là cái sắc thân. Rồi từ đây lấp biển giờ lo, con biết không? Rồi đây có một cái cơn đại khổ Thái Bình Dương đây đang nó quấn hết trơn ra. À, rồi thầy ơi, sao con thấy thầy nói hạt nhân nguyên tử mà thấy ai cũng còn nguyên, sao con biết còn nguyên? Ừ. Nó rụt xương rụt hết rồi, ruột gan nó bắt đầu nữa, mắt mũi tất cả đều sẽ bị thương hết, tất cả mọi người tùy vậy mà bị thương hết. Con thấy như thế nào? Kiên cử tất cả các món ăn để sống, kiên cử mọi việc gì nói có tội đừng nói, kiên cử không dục vọng, không tham muốn để sống, kiên cử không có bay xe chạy nữa để sống cô đơn. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ không nói việc tu đâu. Hãy dục vọng thì phải đương đầu ra, hãy tính toán là phải chìm, mâu thuẫn mình thất bại là mình phải chết thôi. Thì con thấy cũng như năm mèo tháng mèo đó. Tháng mèo vừa rồi có không? Có không? Năm mẹo tháng mẹo có không kia vậy? Nhưng mà tháng mẹo rồi có rồi, tháng hai rồi. À, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn. Năm mẹo tháng hợi rồi chưa. Lại tôi nhìn về vậy mà chưa thấy ủ ơi. Vậy mà chưa thấy trung ương rồng lộn ê hề thấy thấy. Kéo dài cho tới năm dê mới giật mình. Nó vậy, vì thiên cơ đã đến rồi. Mà thầy thấy như là nó đã nứt 2/3 cái quả địa cầu rồi. Chứ không biết là con số ấy nó đã nằm nước nào không hiểu. Có nước chìm hết, không còn một người. Giờ thì thiên cơ thầy cũng có thể nói gì thầy cũng biết. Biết ở đây cũng thầy lai nói à, không biết. Cho nên hôm nay thấy 2/3 bị thương nặng, thầy xin báo không dối. Thầy đưa tay lên, 2/3 bị thương, bị thương bầm đen hết mà. Cái đường hèm nó là bằng cái ghế đó mà nó dắt qua như thế này. Thầy đứng la lên trời, quả địa cầu sao vậy, nó bị thương 2/3. Thì bị thương thì nó sẽ trên mình ở đâu, nhưng thầy biết chỗ cho chúng con ở. Đất quy hoạch hết trơn rồi, bây giờ mình đi mua đất ở chỗ khác đi. Để quy hoạch rồi mình không có chỗ đường về. Nhưng bà cụ Bảy đồ đó bây giờ cũng không bao lâu nữa, 10 năm, 20 năm nữa rồi đó, quy hoạch rồi, giờ đi mua đất, mua nền nhà. Thầy chỉ cho mua Tây Phương Cực Lạc. Ơi, mua miếng đất cái nền nhà trên đó, sao về có ở, thấy không? Còn bây giờ mình không có đi mua. Không đi mua cái bắt đầu nữa, sau này không có nền nhà. Đây là bác bà Bảy làm chuẩn để nói, cái gì hiểu không? Biết quy hoạch rồi đó.
Như Dung nó khôn ghê không ở đây mà bên kia thì khó của anh. Nếu có gì thì bay về bên kia, thấy không? Thấy vậy đó, lo. Đây này thì dân cũng khôn này có bên kia luôn. Thấy Bình cũng khôn có thầy nè. Quá chừng với đó để làm gì đây? Đó, thấy không? Sau này tụi chúng con thấy tốt đẹp lắm. Thầy đang xây cất một cái quán ăn. Một cái quán ăn nhưng mà thầy biết để gì? Thầy để là mai hoa diêm. Rồi thầy xây cái hồ để thác hồ lan à, thác là trôi hết đó, trôi ra biển hồ hết là lan tràn đó, hiểu không? Còn may lắm á, may mắn lắm á, qua hết cô duyên với Phật mới tồn tại được. Thầy có để nè, bắt đầu năm dần mèo thình à, thì mới xây cái hồ đó được à, thì cũng báo ở đây à, cho tất cả quý vị báo thôi nha, chứ không có gì hết á. Nó là thác hồ lan, cái hồ không có nước, nhưng mà vô đó rồi dặn là có thác nước chảy à, à rồi trên lan rồi về tắm, về giường thiên tắm. Thầy là dọn dẹp cho chúng con chờ đợi sau này về ở 10 bữa nửa tháng hay bao nhiêu đó nha. À, thời cuối cùng thì hôm nay cũng đã không tới, nhưng mà thầy cũng mới qua. Cái xe nó cũng không có được khỏe lắm. Nhưng khỏe, thầy ngồi riết, nhưng mà còn dưỡng đại ngày mai, ngày mốt để bắt tin tức thôi mình có được cái thơ mới gì không? Các kỳ dân cư sĩ. Nói vậy, thôi thầy xin chúc lành hết tất cả quý vị. À, cô còn mai nói tiếp. Và chúc lành cho kỳ dân nha, mạnh khỏe nha, tiến lên. Đây, bà Bảy hết gia đình nha không? À, và mong cầu chúng con tu thôi. À, thầy ơi, tu lấy gì ăn? Đâu phải, tu phải đi làm đó. Thầy không phải làm nữa đó nha. Và Ngọc Sương ráng cố gắng nha. Để rồi cái này nó cũng được lắm, nhưng mà mình đừng có nghĩ gì cho nha. Có tặng không? Dạ có. Kỳ dân cũng tặng à, đó tặng cho mấy quyển. Thanh Vân đâu rồi? Dạ, có rồi. Dạ. À, đó. Vậy là tặng cho tất cả mọi người thơ thâm mà chúng có vậy đó. Còn có gì đó thầy có hứa rồi, nếu mà sau này thầy còn mạnh giỏi trở lên á, thì ở trong cái phái bộ sơ kỳ hương có để là đời thượng quân, bây giờ thầy thêm là thượng quân thánh đức. Sau này kỳ dân in chứ không được, nhưng mà 10 năm nữa không chừng, 5 năm nữa không chừng, để sức khỏe đã bình sinh lại rồi, tất cả đóng góp in một cái đó tập vô là thượng quân thánh đức. Sao thầy như sao vậy? Cá nó thấy mình không có lợi nữa, nó đứng gì nó dòm mình mới chơi nhởn nhơ ha. Nít mới sinh ra già không có ừ. Người phong phú hiền lành vô cùng, cảnh đẹp xinh nắng như là ở Tây Phương vậy, chứ không có phải nắng chát mà mưa gạo tả hết ha. Sao thầy nghĩ được chưa? À, ngày mai chủ nhật thứ bảy, chủ nhật thứ bảy, chủ nhật thứ bảy thì thầy sẽ đến đây để gặp tất cả đồng đạo một chút. Mỗi bữa nó khác nhau à, về vấn đề tu tâm là một, thứ hai như thế nào.